Chào tất cả anh em nghe anh em. Video này đáng lý ra em đăng cái đầu nòng này trước nè. Đó, em tháo bung cam cò kiểm tra cho anh em coi. Bung cam cho anh em coi nè, gói cam đẹp hết biết không anh em, nhìn thấy không? Mặt lưng chạy màu chưa sáng luôn nè. Mặt đạn NTN giao băng đồ zin hết nha anh em. Đó. Mà có một cái gì, anh khách ảnh yêu cầu quay hai cái zin trước. Tại vì hai cây dên này có một cây dên whip đang anh lấy, thì em xin đi vô chi tiết quay hai cây dên này trước luôn nha anh em nha. Rồi hả, tới cái đầu lòng của sao, cái đầu lòng này cốt một của anh em ơi, giá dễ chơi 2 triệu ngoài. Đây em có hai cây dên quay 110 thái nha anh em. Cây này nè, cây số 1 nè, em tạm gọi là cây số 1. Nói chung hai cây này đều là dên zin hết anh em, nhìn nè, còn dấu mực nhẹ nhẹ đây nó là dên zin chưa đụng chạm nha anh em nha. Cây số 1 này để em quay cái mã tay cho anh em coi luôn. Cái mã tay là KFL-7 cái gì á. Cây số 1 này mã tay KFL-7 đó. Dên tình trạng là dên zin chưa đụng chạm, đạn chưa xè gì luôn nha anh em. Đó, găng cỏ là em bao tất cả cho anh em luôn. Dên này găng cỏ là em bao tất cho anh em hết, bao đẹp, đầu lửa siêu đẹp luôn. Đầu lửa siêu đẹp luôn nha anh em, chưa miếng gợn luôn nha, ở trong này chạy chưa đốm luôn nha. Ác nổi nó gơ tay rồi anh em ơi. Ốc tán ra vô nhẹ nhàng luôn nè. Thấy không? Đầu lửa siêu đẹp luôn mà ác nổi ốc tán. Ốc tán ra vô nhẹ nhàng luôn, mát nó gơ tay, anh em về ép lại mới xài được. Nói chung nó gơ ít dữ lắm nhưng mà em không có an tâm, bán về cho anh em bán giá dinh gơ cho anh em tự xử ok hơn. Vàng luôn nè, đó anh em muốn vàng có vàng. Cây này 1 triệu 1 nha anh em nha. 1 triệu 1, anh em nào mến thú em. Này gơ tay nha anh em. Gơ mà gơ nhẹ hiều à. Bởi vì em nhiều khi em không yên tâm. Nó quay chi tiết cho anh em luôn. Đó. Thôi, cây này bán về cho anh em vô ép lại là chắc cú nhất, đầu lửa whip nè. Ốc tán ra vô nhẹ nhàng hết. Đó. Đạn chưa xè chưa xiết luôn nè. Nói chung dân chưa đụng chạm nha anh em, dân zin nha, găng cỏ là bao tắt cho anh em. Cây này 1 triệu 1 nha anh em, bán dân đầy đủ nhông bơm cho anh em luôn nha. Tay KFL-7. Đó. Tay là KFL-7 nha anh em nha. Bên này là mã số là 47. Bên má bên đây là chữ N. Rồi. Cây số 1 là 1 triệu 1 nha anh em, còn cây số 2 là dinh whip nè. Cây số 2 này là dinh whip nè. Dinh vàng khè luôn nha, dinh mới bắn cả lần đầu luôn nha anh em. Đầu lửa còn chấm sơn luôn nè, thấy không? Dinh zin chưa đụng chạm, chú mực của nhà sản xuất còn luôn, đạn chưa xè luôn nha anh em. NTN nè, dao băng ES nè, đầu lửa khỏi bàn. Nói chung cây này cây whip nha anh em, giá hơi cao nha. Đầu lửa thì đẹp khỏi bàn, ở trong này chạy chưa đốm luôn, chưa có màu luôn mà. Đó, bao tất cho anh em, ốc tán ra vô nhẹ nhàng, siêu đẹp, gờ chưa gợn tay luôn nha anh em, đạn chưa miếng xè nè, đó thấy không? Găng cỏ là bao tất cho anh em nha, đầy đủ nhông bơm. Cây này giá 1 triệu 6 nè, cây này mã tay là KFL 49 cái gì vậy? KFL 49 nha anh em. Đó. Giờ anh em coi độ gơ nè. Nói chung cây này em bao anh em, đúc cái lưỡi lam là không bao giờ lọt nha, hứa với anh em luôn. Nhẹ nhẹ. Đó, thấy không? Cây này 1 triệu 6 nè, bao anh em đúc cái lồng ở tăng đa vô luôn, đúc cái đồng ở tăng đa vô luôn, chưa kêu nữa nha anh em.
Cây này cây dinh quýt 1,6 triệu nha anh em nha. Cây số 1 này giá 1 triệu, giá 1,1 triệu đó, anh em nào mến hú em. Cây này giá 1,6 triệu nè. Đó. Anh em nào mến thì hú bao quýt cho anh em. Không lỗi lầm. Đẹp từ đầu lửa cho đến găng cỏ luôn nha anh em nha. Đó, chào anh em nha. Anh em nào mến hú em. Cây 1,6 triệu. Cây này 1,1 triệu. Đó. Còn đầu nồng quay 110 thái này, để clip sau đi em quay. Rồi anh em nào mến hú em, clip cây dên này thì em quay ngắn gọn vậy thôi. Đó. Cây này thì tình trạng là gơ tay. Đó, hai cây này cứ như cây nào với cây nấy, toàn là vàng không à. Đó. Hai cây này nói chung hàng tiễn mà đầu lửa quýp, găng cỏ đẹp không à. Đó. Chỉ có cây số 1 mà nó gơ tay thì em bán giá dên gơ 1,1 triệu một cây. Còn cây nào mà hàng nói chung với dên nhiều khi em mua được giá tốt thì bán giá tốt. Khi nào mà em mua giá mắc tiền thì bán giá mắc nha. Nhưng mà cây dên này là đúng quýp nha anh em. Bao anh em đúc cái lồng quá tăng đa luôn. Đó. Cho anh em đúc cái lồng có tứ vô luôn chưa kêu nữa. Lượng nó tăng đa. Đó. Anh em nào mến hú em. Chào anh em nha. 1,6 triệu với 1,1 triệu đó.